Hello Ngọc Anh Lê. Có chói lắm không à? Bị chói không Ngọc Anh? Ừ này, có người coi nhưng mà các ai thắc mắc về dịch vụ hút mỡ bụng bơm màu mông không mà các ai quan tâm không? Ai thắc mắc về dịch vụ hút mỡ bụng bơm mỡ tự thân vào mông thì comment để Uyên giải đáp nha. Hơi chói hả? Bây giờ chói thì chiều cho đèn rồi trên cao quá. Bây giờ tắt ảnh tối lắm luôn. Em chạm nãy giờ mấy cái luôn. Đỡ cho chị. Trời, chạm vô là nó sáng hơn rồi vậy. Trời ơi, quá trời người coi nhưng mà không không ai quan tâm đến dịch vụ hút mỡ bụng bơm màu mông mà. Cái này hút xong đẹp lắm luôn. Đủ là mình xí ai bụng của mình sau khi hút mỡ nè, mình không có chụp hình trước khi hút cho nên là không có thấy được, có nhìn thấy không ạ? Mình hút xong mình bơm mình mông này. Cái hút mỡ này giữ được 9 tháng đến 12 tháng. Nhưng mà nó rất là an toàn tại vì nó là mỡ tự thân của mình đi. Được nha, hút mỡ bơm vào ngực được nha. Mình làm bên bác sĩ Huy thẩm mỹ viện Venus. Có thấy rõ không? Để bật đèn sáng lên. Thấy không? Mình làm bên bác sĩ Huy nha. Bác sĩ Huy ở thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus đó. Rất là thon luôn. Bụng phẳng, không còn bụng mỡ nhăn nheo nữa. Tự tin lắm luôn. Mặc đậm body tự tin lắm. Hồi mình làm là hút mỡ bụng bơm vào mông với lại thái dương là 150 triệu. Mình đang có chương trình giảm giá, mấy bạn inbox thẳng cho vào trang của thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus đi, có giá chính xác hơn.
chọn gói thôi, mình làm là hút mơ bụng bơm vô mông luôn là 150 triệu chọn gói đó. Ai thắc mắc gì không? Khi mà làm là không đau nha, không đau nha bạn, mèo hen không đau. Nó có lúc mà tỉnh dậy á là mình còn thuốc mê á, mình hơi hơi, hơi sảng kìa, cho nên là cảm giác nó như là sao vậy, nó nhói nhói nhói, xong rồi bác sĩ truyền 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 thuốc giảm đau vô, qua hôm sau em đi mua sắm đi chơi bình thường không thấy đau nữa. Ăn uống bình thường mình kiêng cữ thịt bò thịt gà rồi đó cho nó vết thương mình nó đẹp thôi, chứ ăn uống bình thường. Mỗi ngày mai em mới khai trương nha. Có hiện có nâng mũi nè, cắt mắt là tiêm môi tiêm càm. Giờ hoạt động bình thường luôn. Yên hỏi Yên hút mỡ xong Yên bơm vô hộm. Nghỉ một ngày qua hôm sau đi chơi nhảy múa tung tăng. Mình có làm ngực nha, mình làm cũng làm ngực bên bác Huy luôn á. Mình bụng mình không phải cắt, bụng mình cũng to nhưng mà không to tới mức phải cắt. Ngực mình size 300 mà ngực mình bị lệch size nên là bên 300 bên 340. Giờ mặc bằng body hoạt động bình thường, sau khi mà làm khoảng chừng 5 đến 7 ngày là hoạt động bình thường, không có đau nữa, không có cảm giác đau nữa, mà lúc đó là vết thương lành lắm. Cũng nhiều cái do là do chắc là do cơ địa của em cũng tốt quá kìa, nên là hoạt động bình thường có va chạm cũng không có thấy đau nữa. Tự tin lắm luôn, dáng đẹp tự tin lắm, nhảy tưng tưng luôn. Nhiều lúc đứng sau gương cười mình khen. Hút không là hút không phần bụng là 75 triệu ấy, mà hình như đang giảm ấy, Yên cũng không rõ cái giá. Mấy bạn quan tâm thì inbox trực tiếp cho Trang nha, cho Trang Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nha. Không cắt cho bụng á. Cái vết mà hút mỡ nó chỉ nhỏ bằng cái đầu bút thôi, chút xíu à, mà Yên to kem chống sẹo nên nó không thấy sẹo luôn. Mình làm ngực là túi nano, hình như là 65, mình nhớ là vậy. Các bạn những dịch vụ khác các bạn inbox thẳng cho Trang giúp mình nha. Tiệm nail hở khai trương giảm 30% nha. Không đau, thề luôn là không đau. Hút nó nhẹ nhàng, tỉnh dậy rất nhẹ lắm, không đau, truyền thuốc nữa rất là. Nó không có cảm giác đau, tại vì mình tỉnh dậy là nó hơi nhói. Nói đau thì cũng có, nó không đau thì nó dối, nhưng mà nó có nhói nhói một chút xíu. Xong rồi mình truyền thuốc vô cái mình ngủ, mình giặt dậy cái hết đau. Xong rồi lúc mà dậy là mình nghỉ ngơi, xong rồi qua hôm sau mình đi mua sắm bình thường, đi chơi chạy nhảy ăn uống không thấy đau. Qua hôm sau là hết đau, chỉ mệt một ngày đầu tiên sau khi mổ thôi. Hút mỡ bụng là nguyên phần bụng luôn, bụng trên bụng dưới hai bên hông với lại sau lưng luôn là 75 triệu ấy. Giọng hơi khàn với mọi người nghe có rõ không ạ?
Chứ giọng em khàn lắm. Em hả? Em 21. Em có một bé rồi. Thì sau khi sinh bụng em nó rất là to. Nó to mà nó chảy xệ mà nó nhăn nheo kinh khủng lắm. Hồi đó mà em là chuyên gia mặc đầm chữ A luôn. Đầm chữ A với lại đầm suông á. Không có tự tin để mặc đầm body đâu. Xem đường xèo không được rồi tại bụng em rạn em mất cỡ lắm, với lại em đang mặc đầm đó, nó lộ không được. Tí nữa địa chỉ lại Facebook bác sĩ thì xin nữa inbox riêng cho mình nha, inbox cho mình rồi mình gửi trang cá nhân của bác qua cho nha. Hút cái này thì kiêng ăn, sau 7 giờ tối là không ăn nữa. Thì khẩu phần ăn của mình thì ăn ít lại thôi, mình ăn như hồi trước mình ăn hai chén ba chén thì hôm nay mình ăn một chén cơm thôi. Xong rồi tối 7 giờ thì kiêng ăn, sau 7 giờ mình ít ăn lại, mình kiêng thì đẹp cho mình thôi. Còn nếu như mà mình có tập gym đồ thì tốt, nó vẫn giữ số đo như vậy. Còn Yên thì không có thời gian cho nên là Yên ăn ít nè, rồi Yên sáng Yên chạy bộ với tập squat một xíu. Mỗi mình làm deadline bọc sụm sụm tự thân nha. Mình làm tự nhiên ngon, làm cao lắm. Cảm ơn bạn nha. Có điều mặt mình hơi cửa bị đơ đúng không? Cái hút mỡ bơm vào mông này rất là tuyệt vời luôn á. Nếu như mà ai mà đang phân vân thì nên làm đi, nó nói thiệt. Không to đâu. Tại mình làm mà mình mặc cái này á, nó có mút độn mới tè. Cho nên là nhìn nó to, chứ bình thường mình mặc đồ bình thường nhìn nó rất là tự nhiên. Tại cái đầm này nó hơi bó chặt một xí. Tại mình muốn nó mang một cái đầm mà nó bó chặt. Nó ôm sát body để mọi người nhìn rõ cái eo với lại phần mông của mình làm. Phần ngực mình. Thích lắm. Không còn mở thích mà tự nhiên lắm. Địa chỉ bên Bắc Huy hả? Địa chỉ bên Bắc Huy là 406 Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người muốn biết địa chỉ rõ thì inbox riêng cho mình nha. Mình nhắn địa chỉ này, trang cá nhân Facebook của bác này. Bác ở Sài Gòn 406, phải không ta? 406 Trần Hưng Đạo, quận 5, phường 2, quận 5. Chợ ai ai mà vô duyên cũng mở ra mới biết to hay không. Thu gọn cánh mũi hả? Tại bác sĩ nói mình không cần phải thu gọn á. Được nè, có ai muốn xem mông nữa không? Gộp luôn lúc đứng dậy luôn là biến quá. Còn mông đây, đây là phần bụng của Yên này, nhìn em sau khi bơm vào mông. Mọi người thấy cái rõ không? Hay bắt ghế lên kìa.
hút cũng không đắt lắm đâu. Cảm ơn bạn nha, nhìn thơ. Dạ em bơm mở từ tay, em hút mở bụng xong rồi bơm vào mông luôn. Có nha, mình hút mở bụng mình bơm vào mông ấy, bơm mở tự thân vào mông ấy. Cảm ơn bạn nha Trần Mỹ. Mông mình lúc trước ý là nó cũng cong nhưng mà hai phần hông nó bị hóp vô, mà hóp nhìn xấu lắm, nhìn nó không có được tròn, nó không được, nó cong đấy nhưng mà nó không có được tròn trịa lắm. Khi mà hút mở bụng xong bơm vào mông nó tròn luôn, mông hoàn hảo luôn. Mình làm hết 150 triệu là hút mở bụng nè, bơm vào mông với lại bơm vào thái dương. Không, lúc trước mình có mỡ chứ, gầy thì gầy nhưng mà sinh em bé rồi vẫn có bụng, bụng to mà chảy xệ mà nhăn nheo lắm, không tự tin. Thì bơm thế nào, hút xong rồi bơm vô mâm lại chứ sao. Cái này là mỡ tự thân của mình ấy, cho nên là khi mà bơm vào mông ấy là nó giữ được 9 đến 12 tháng, an toàn hơn là mình dùng filler hay là dùng những cái khác. Giữ được 9 đến 12 tháng nha bạn nha. Thuốc mở bụng bơm vào mông không đau chị Linh Linh nè, em thề luôn ý là không đau. Chỉ đau một chút xíu khi mà mình tỉnh dậy, mình sau khi mà mình mổ xong mình hết thuốc mê thì mình đau chút xíu, xong rồi mình truyền thuốc và nó hết, đỡ đau liền luôn, qua hôm sau đi chơi bình thường mà. Đúng rồi, mông của Uyên là bị hóp, mà cái mông mình hóp nhìn mắc cười lắm, bụng thì to xong cái mông thì hóp vô vậy, xong nó kỳ cục lắm, mà cái đùi thì to ra lại, cái nhìn người mình nó không có cân đối gì hết trơn. Không, 9, 12, 12 tháng là hắn chịu vơi bớt dần dần, chứ nó không phải là nó sẽ lít lại luôn đâu. Nó sẽ, ví dụ như mình bơm vô là theo thời gian là nó sẽ tan dần tan dần. Nếu mình giữ cân nặng này nó không tan bao nhiêu đó, tùy cơ địa, tùy cơ địa tan nhanh hay tan chậm đó. Không sao đâu, không sợ nhiễm trùng đâu, khi mà mình làm rất là nhiều dịch vụ bên bác sĩ Huy Venus đó, cho nên là mình làm tất tần tật trên người mình là làm hết ở bác Huy luôn, không có sợ nhiễm trùng. Tại cái vết thương nhỏ xíu à, mình làm một chút nó như cái đầu bút ấy, là mình chỉ chăm sóc vết thương khoảng chừng 3 ngày là vết thương mình nó khô liền. Vùng bụng hút mà hết phần bụng, bụng nó chia ra nhiều phần nha, bụng trên bụng dưới hai bên hông với lại hai bên sau lưng là hết, tổng cộng hết phần bụng là 75 triệu mà đang giảm mấy bạn, và inbox thẳng cho Trang để Trang giải thích nó có giá chính xác hơn nha. Tại là mỡ tự thân mình cho nên là không không có mà giữ lâu như là silicone hay là cái khác. Mỡ tự thân mình nó là mình làm đẹp á, là quan trọng là nó an toàn. Thì tan thì mình lại bơm vô tiếp thôi. Ngực mình không độ mà mình năng luôn nha. Mũi mình có sữa nha, mũi mình năng mũi sùng tai. Tại vì cái đầm này nó cứ ôm lên nhìn nó rất là to. Chứ bình thường mà mặc mấy cái đầm khác nhìn nó nhỏ lắm. Nhiều người không biết mình làm ngực luôn ấy, nó rất là tự nhiên. Cầm mình tiêm nha, mình tiêm ít xíu.
sinh xong á là bụng bụng mình có, nhưng mà mình cũng có tập tập dạng như là tập gym, nhưng mà cái cơ bụng, nhưng mà cái mỡ đó nó không có tan được. Xong rồi mình với lại mình không có thời gian tập nữa, mình quyết định đi hút luôn. Không, bụng mình thì không có da thừa, nên nói chung là không có thừa nhiều, cho nên là không cần phải cắt, chỉ hút thôi là được rồi. Mũi mình đó hả, mũi mình mũi là bạn inbox riêng đi cho mình cũng không nhớ. Trời ơi, răng mà đang live stream mà răng mà lột đồ được trời. Chị Len ơi, em có đi Thái đâu, em chỉ làm ở Việt Nam thôi mà. Em cảm ơn nha Mai Lan. Thiệt tình live stream mà quên đóng cửa, hàng xóm đi nhìn ngại quá. Hút mỡ không đau nha bạn Diệu Phúc, không đau, chỉ hơi nhói một chút xíu khi mà mình tỉnh thuốc mê thôi nè, chút xíu thôi. Qua hôm sau là đi chơi được rồi, khỏe lắm. Nhiều khi nó còn khỏe hơn là mũi ấy, là mũi mình còn không dám ra đường, còn nhức nhức chứ hút mỡ bụng là hắn chỉ đau khi mình tỉnh dậy một chút xíu, truyền thuốc qua rồi sau đi chơi. Em cũng mới sinh xong bụng to, sau này sinh bé lắm. Đúng rồi, hay là bạn sinh đúng rồi, mình hút mình phải kiêng, nói chung là mình đẹp nhưng mà mình phải kiêng một xí, mình giữ đó, mình giữ chứ mình hút xong mình về mình ăn nhiều, ăn đêm hoặc là mình không vận động thì nó cũng cũng tích mỡ lại, cái này không bảo hành. Đẹp chứ. Đúng rồi, Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus 406 Trần Hưng Đạo quận 5. Mình làm bác sĩ Huy ở Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus 406 Trần Hưng Đạo phường 2 quận 5. Mũi em cũng làm ở bác sĩ Huy luôn nha. Giá là 20 triệu, hình như đang có chương trình giảm giá hay sao ấy. Em cũng không rõ nữa, mấy chị quan tâm thì inbox riêng cho em hoặc là nhắn cho Trang nha, cho Trang của Thẩm mỹ viện á, thì họ họ báo giá chính xác hơn là em ấy, tại mỗi đợt có một cái kỳ mỗi 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 đợt có đợt khuyến mãi ấy, khác nhau ấy. Mình ở Gia Lai nha, nhưng mà mình đang sống ở Đà Nẵng nên là trộn lẫn giữa tiếng Đà Nẵng với tiếng Gia Lai luôn. Đúng rồi, làm những ca đại phẫu như là ngực bụng làm mông ấy là làm ở bệnh viện, còn tiểu phẫu như là môi làm mắt làm cằm thì chị làm ở thẩm mỹ viện nha. Còn mấy cái đại phẫu á, là bác Huy vẫn làm, bác Huy làm nhưng mà đưa vô bệnh viện làm. Chị Len ơi, giọng của em đang bị khàn ấy, không được hoàn hảo lắm ấy. Hút mỡ bụng hết phần bụng, bụng trên bụng dưới hai bên hông và sau lưng là 75 triệu bạn nha, bạn Diệu Phúc nha. Nè bây giờ bạn người mình gọn mà mình tự tin lắm, bây giờ tủ rằm của mình toàn đầm bao đi thôi, mấy chục cái luôn. Lúc mà mới hút mở xong mình tại thẩm mỹ viện Venus đó, rồi sau là đường Nguyễn Trãi mình đi sắm toàn đầm ôm luôn. Hôm trước mình hút mở bụng xong là mình xuống mình rửa vết thương, mở ra là mình thấy bụng mình nó nhỏ dễ sờ, vẫn còn sưng nhưng mà mình vẫn thấy cái eo mình nó được khớp vô vậy nè, vậy thắt eo con kiến ấy, cái là mình nói đẹp quá, kỳ này về sắm toàn đầm body luôn,
mình ra ra đằng sau Thẩm Mỹ Viện là cả đường Nguyễn Trãi mình mua toàn là đầm body luôn. À, xoay một vòng nha, tay bụng mông có thấy rõ không? Không rõ mọi người comment để em kiếm đồ em bắt lên cho thấy cho rõ nha. Mông này không ưỡn nha, đây mông thôi, đứng im không ưỡn, không cố tình nhu mâm ra hay là như thế nào. Được chưa nè? Vòng 1 của em không to, thề luôn, chỉ có size 300 thôi. Ngực, tại vì cái cúp ngực này nó dày quá, cái form đầm này là cái form đầm cúp ngực, cho nên là nó đưa cái ngực mình lên nó to như đó. Chứ bình thường em mặc áo thun hoặc là em mặc mắt cái đầm mà em không có mút đi, nó nhỏ lắm luôn. Trời, khi mà em làm được em làm mông được hút mỡ bụng em bơm vô mông ấy được 5 ngày. Đã em đi dự sinh Nhật Bản, em mang đầm lên, trời ơi ai cũng khen hết trơn. À, ai cũng kêu chắc là bơm mâm chứ không phải là bơm mỡ đâu. Họ nghĩ là mình đặt cái túi mâm, không nghĩ là mình hút mỡ bụng bơm vào mâm. Tại khi mình hút mỡ bụng ấy là cái bụng mình nó nhỏ lại, là nó đưa phần mông ra, đưa phần mông ra và mình bơm vào hai bên mông nữa, nhìn nó rất là đẹp. Lý Hiền là không đâu, thề luôn, không ở đâu. Nó chỉ nhói một xíu khi mình tỉnh dậy thôi nhà này. Khi mà mình gây mê ấy, tỉnh dậy đau, ơ bác ơi đau quá, xong y tá vào truyền một bình nước thuốc gì đó. Xong rồi mình ngủ tỉnh dậy mình ăn uống đó. Mình ăn khỏe lắm, lúc mà mình vừa tỉnh là mình ăn rất là khỏe. Ăn cháo nè, ăn cháo, ăn một tô cháo, xong ăn mì tôm, xong ăn trái cây, xong uống sữa. Xong mình ngủ. Xong qua hôm sau dậy là mình đi mua sắm luôn, đi chơi, không thấy đâu. Đẹp là phải chịu khó chứ, cái gì chứ làm đẹp là Uyên chịu khó lắm luôn. Mong em bây giờ là 100, lúc trước là khoảng chừng 79-80 rồi. Tại vì nó cong, nhưng mà tại vì lưng em mà lưng gãy, mong em nó được đưa ra nhưng mà nó bị hốt hai bên hông ấy, cho nên là số đo của mình nó bị nhỏ, 79-80 rồi. Bây giờ là 100 chẵn, đẹp lắm. Ai mà có ý định hút bơ bụng thì nên hút, tại vì khi mình hút bơ bụng ấy là nó sẽ bụng mình nhỏ lại, sẽ đưa phần mông ra mà bơm vào mông nữa là nó căng rất là đẹp. Mà lên nơi mình làm bên bác sĩ Huy Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Venus, ở Sài Gòn nhé, ở 406 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Mình làm hút mỡ bụng nè, bơm vào mông nè, bơm vào thái dương là hết 150 triệu nha. Nhưng mà đang có chương trình giảm giá đấy. Chân nhỏ mông lấy làm được chứ. Nếu mà có mỡ bụng thì hút được, hút đắp vô được đẹp. Uyên cũng định hút mỡ đùi đây này. Tại hai bên đùi của Uyên ấy nó to, mà hai bên nào cái đùi Uyên á, mỗi lần mà Uyên đứng là nó khép luôn, không hở được. Uyên định hút một chút xíu ngay ngay đùi ấy. Đúng rồi, hút mỡ bụng xong là lấy mỡ nó lọc xong rồi bơm vào mông trực tiếp luôn. Em đóng quay coi thử hả? Không đau nha, chỉ đau một chút xíu khi mình tỉnh dậy thôi, em sau là hết đau rồi. Bác sĩ Huy Venus nha, bác sĩ Huy Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn Venus làm cho em nha. Đây ạ. À.
phải nhón lên mọi người mới nhìn thấy nè. Xoay nè. Eo, eo của em nhìn nha. Không phải sợ đâu chị ơi, không đau lắm đâu. Em nói là nó chỉ đau một chút xíu lúc chị tỉnh dậy thôi, bảo đảm là chị không đau nữa. Chị tỉnh dậy lúc đó chị đau, chị uống thuốc, em cho chị uống thuốc xong truyền thuốc, ngủ một giấc dậy hết đau, thề luôn. Nếu mà đau là tìm em. Được nha, tất cả mọi tự thân của mình đều tiêm là được nha. Hút mỡ thì có một vùng là 15 triệu. Mình bơm lên ngực được nha bạn. Hút mỡ bụng bơm lên ngực đẹp lắm ý. Mình làm ở bác sĩ Huy thẩm mỹ viện Venus nha. Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Em sanh một bé rồi, bé được 20 tháng rồi ạ. Nếu mà cơ địa của Yên ấy, là cơ địa của Yên rất là tốt, nó rất là hợp với thẩm mỹ á, cho nên là cái sẹo chỉ nhỏ bằng cái đầu bút thôi. Cho nên là Yên chỉ chút xíu vết thương khoảng chừng 4-5 ngày là lành à. Hút mỡ bụng bơm vào mông tổng chi phí là 150 triệu bạn nha. Cả hút, cả tiêm luôn là 150 triệu. Quyên ơi! Quyên! Cầm cái iPad xuống cho chị cái đi. Cầm cái iPad xuống cho chị cái. Cảm ơn bạn Nguyên. Cảm ơn bạn Nhung Nguyễn ạ. Mở tự thân mình bơm vào thì giữ được 9 đến 12 tháng nha bạn nha. Mình sau khi mình làm mình thích đứng trước gương lắm luôn ấy. Cảm giác như là không phải là mình nữa, không nhận ra mình nên mà cứ phải nhìn đi nhìn lại để nhớ là mình là eo nhỏ rồi, mình mông to rồi. Vòng 2 em bây giờ khoảng 55-56 à. Hút với lại bơm luôn là 150 triệu các bạn. Nếu mà không bơm thì phải bỏ chứ răng mà đem về được. Cái này mình cũng không rõ lắm. Có nha, mình có cắt mí nha. Em làm ở bác sĩ Huy thẩm mỹ viện Venus nha. Em có làm ngực nha chị Minh Thảo, em làm ngực size 300. Đi lên đi. Sau 12 tháng thì hắn sẽ dạng như là nó sẽ tan dần chứ không phải là mất hẳn. Đúng rồi, mình phải
bơm lại á. Bơm như vậy là giữ được 9 đến 12 tháng nha bạn nha. Xì sẽ sau 12 tháng sẽ tan dần, nhỏ dần thì nó sẽ an toàn. Mình làm đẹp thì mình phải quan trọng vấn đề mà an toàn ấy. Sau 12 tháng thì khoảng tan dần, khoảng tầm còn cũng phải 50-60% mỡ trong 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 người mình, tùy cơ địa. Từ cơ địa nhiều người, người thì người ta tan sớm, người ta tan nhanh, người tan chậm, nhưng mà vẫn giữ, vẫn còn mỡ chứ không phải là tan hết hoàn toàn như mọi người suy nghĩ đâu. Dạ em cao 1m62. Ngực mình đặt túi nano chip nha. Nhìn nhìn tự nhiên quá, cảm ơn Lê Ngọc Mai. Không. Không sợ ra à, cái này tùy người nha. Như mình thì mình không bị ấy, không bị sệ da ra, không sẹo. Trời, tưởng tượng đi, cái đầu bút của nó chỉ có một chút xíu. Bút này là to luôn ấy, bút bi mình ấy nó nhỏ như cái đầu bút bi mình này, chút xíu đi thôi. Cái đường hút nó chút xíu rồi, cái về chăm sóc vết thương bôi kem sẹo mắt luôn. Em cảm ơn chị Cacao nha. Chúc chị cũng vậy nha. Em cắt mí ở Bác Huy luôn à, bác sĩ Huy thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nha. Nói chung là mắt, mũi, ngực, bụng, mâm là em làm bên Bác Huy hết. Giá hút của em là lúc em mới á, lúc mà mấy em là người lúc mới á, chứ bây giờ nó đang có chương trình giảm giá, là giảm, nói chung là sẽ không đắt như lúc em làm đâu. Chị cứ inbox thẳng cho cái trang, cho trang thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là nó sẽ báo giá chính xác hơn là em ấy. Nếu mà bụng bạn to quá, to nói chung bụng mà phải cắt da thì cái bụng nó phải quá khổ lắm, to quá khổ lắm mới phải cắt, chứ còn nếu bụng mà mở trùng sơ sơ thì hút ra là được rồi, không bị trùng da lắm đâu. Nhà móng tay em làm nail mà nghề em mà. Cảm ơn bạn Đỗ Thiên Khánh. Sờ nắng ok mà. Ngực của em túi nano chip cho nên rất là mềm. Còn mong mà khi mình bơm vô là mở tự thân mình, mà nó đâu phải là silicone hay là mình đặt túi gì đâu, mình sợ cứng. Nó rất là mềm. Dạ em đớm sai lần nữa. Đây. Nhìn có rõ mà. Đây là em đang nhấu lên chứ em còn chặn ưỡng luôn đấy. Tận lắm nữa luôn.
phụ nữ mình là phải đẹp. Cảm ơn chị Đào Nguyễn Gia Bảo. Em tự tin lắm, khi mà mút sau em rất là tự tin. Em nói là bây giờ chỉ còn thấy đầm body thôi là em mặc. Bây giờ đầm, cái đầm nó có sáu mấy đi nữa mà cái dáng mình đẹp là mặc lên đẹp hết trơn. Em làm hốc mỡ bụng bơm vào mông, bơm vào thái dương hết là 150 triệu. Em làm hết 150 triệu. Không đâu nha, chỉ hơi nhó nhó một chút xíu, tại vì vết thương nó rất là nhỏ luôn, chút xíu 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 này, lấy hai hút mở hai lỗ xíu ở ngay hai bên dưới hông mình, hai lỗ chút xíu, xong rồi có hai lỗ ở sau bên mông, là tổng cộng 4 lỗ chút xíu như đầu bút ấy. Không đau. Môi của Yên là tim nha. Không đau thề luôn, nên làm đi. Ai thích là đi làm liền đi, uốn mông luôn. Mong mình tim. Có ai thắc mắc gì về hốc mỡ bụng nữa không nè? Minh Minh ơi, mình làm bên bác sĩ Huy, thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Bà bấm search là ra, thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì lại ra. Nên mồ hôi quá trời. Nhung Trần, đúng rồi nè, hút mỡ bụng bơm vào mông ấy, mình làm cái nữa đó, mình hút mỡ bụng bơm vào mông, bơm mỡ tự thân thì an toàn lắm. Không đâu nha, mình thề luôn ấy. Chi phí của mình là vừa hút vừa bơm là 150 triệu, nhưng mà đang có chương trình giảm giá ấy. Cho nên bạn quan tâm dịch vụ này thì inbox cho thẩm mỹ viện Seven Venus.
sẽ có cái giá nó hình như là đang có giá ưu đãi hơn ấy. Mà sau khi mình hút xong ấy là sẽ có một cái đai định hình lại, sau sau khi mà cái đai đó mình định hình khoảng chừng 5 ngày, sau đó mình mua một cái quần gen á, tầm mấy vị sẽ đưa mình một cái quần gen mình mặc vào là mình không sợ lại mỡ, khi mà mang cái bụng cái quần đó là không bị lại mỡ bụng. Cái quần gen nó rất là tốt luôn, chỉ có thở mạnh ra nó cũng không bị phì bụng ra luôn, không có gì nè bạn Nhung Trần. Mình vừa hút vừa bơm nên là giá là 150 triệu nha. Mình hút hết là vừa hút vừa bơm luôn là 150 triệu. Mình làm ở bác sĩ Huy Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nha. Bây giờ yêu bạn một chút chuyện rồi, hôm khác chúng mình gặp nhau nha, tạm biệt mọi người nha. Ai mà quan tâm dịch vụ, nói chung là quan tâm về thẩm mỹ thì inbox cho em biết gì em sẽ chia sẻ với mọi người nha. Dường như là mũi, mắt, môi, những gì mà Yên làm rồi thì Yên sẽ chia sẻ kinh nghiệm cho nha. Cũng không giỏi lắm đâu nhưng mà Yên cũng làm cái gì em biết thì em sẽ chia sẻ với mọi người. Tạm biệt mọi người nha.